Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris, tin tổng hợp. Hôm thứ Sáu 25 tháng 1, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung tại Hà Nội để đánh dấu 40 năm Hiệp định Hòa bình Paris, bước cuối của các cuộc đàm phán khổ cực giúp chấm dứt sự can dự quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hàng ngàn người đã tụ tập ở Hà Nội để kỷ niệm Hiệp định ngày 27 tháng 1 năm 1973, chấm dứt nhiều năm chiến tranh với người Hoa Kỳ và tạm thời ngưng tiếng súng giữa hai miền Nam Bắc. Lên tiếng trước các đảng viên Cộng sản có mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gọi các cuộc đàm phán là cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất của Việt Nam. Hiệp định bắt đầu đàm phán tại Paris ngày 10 tháng 5 năm 1968. Bây giờ, phái đoàn Hoa Kỳ hy vọng sẽ kết thúc nhanh chóng. Thay vào đó, các buổi họp cứ kéo dài lê thê trong 5 năm. Trong thời gian này, thì cường độ chiến tranh ngày càng leo thang vì đôi bên đều dùng chiến thuật vừa đánh vừa đàm, hy vọng biến các thành tích trên chiến trường thành lợi thế mặc cả. Hiệp định buộc tất cả các bên ngưng bắn và phía Hoa Kỳ hứa rút binh sĩ trong vòng 60 ngày. Để tù binh của họ được trả tự do, hai miền Việt Nam cũng đồng ý làm việc ôn hòa với nhau để tiến tới thống nhất đất nước. Ngoại trưởng Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Henry Kissinger và Ủy viên Bộ Chính trị Lê Đức Thọ được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1973, nhưng ông Thọ từ chối lấy lý do là đất nước chưa yên. Vì không thu xếp được một giải pháp chính trị, tiếng súng lại nổ ra, Hà Nội vi phạm hiệp định, đưa quân chính quy vào miền Nam. Năm 1975, bộ đội Cộng sản tràn vào miền Nam, chiếm được Sài Gòn ngày 30 tháng 4. Chấm dứt cuộc chiến làm tiêu hao 58.000 sinh mạng người Hoa Kỳ và khoảng 3 triệu sinh mạng người Việt.